Xin chào anh em thân mến của Mr. Sui. Được mệnh danh là con hùm xám trong lực lượng Funro khi giữ chức đệ nhất phó thủ tướng, nhưng ít ai biết rằng người nắm quyền sinh sát trong tay như thủ lĩnh Funro lại chính là cán bộ cấp cao trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cơ duyên nào đã biến kẻ ghét cay ghét đắng chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở thành người của Đảng Cộng sản? Liệu có âm mưu nào đằng sau chuyện chiêu hồi này hay không? Xin mời anh em cùng Mr. Sui đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trong những ngày vừa qua, cả nước Việt Nam sửng sốt trước thông tin về vụ tấn công của một nhóm người phản động có vũ trang vào hai trụ sở cảnh sát của tỉnh Đắk Lắk, làm 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sau 2 ngày tính đến chiều ngày 13 tháng 6, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 45 đối tượng về điều tra. Sự việc được cho là có liên quan tới tàn dư của tổ chức phản động Funro đang ẩn nấp chờ cơ hội để vùng lên chống phá cách mạng. Với người dân Tây Nguyên, Funro đã không còn là cái tên xa lạ. Đây là từ viết tắt của một cụm từ tiếng Anh mà khi dịch ra có nghĩa là liên minh đấu tranh chống lại sự áp bức các sắc tộc. Nghe thì có vẻ hào nhoáng và đầy chính nghĩa, nhưng thực tế thì phía sau đó lại là một tổ chức phản động đã tồn tại hàng thập kỷ qua tại miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam. Tổ chức này tự xưng là đấu tranh vì quyền của người dân tộc thiểu số, nhưng chính chúng lại chính là sâu mọt đang phá hoại bản làng. Trong suốt thời gian hoạt động, Funro đã thực hiện nhiều hành động bạo lực, gây ra nhiều tổn thất và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của người dân, cũng như khiến khu vực Tây Nguyên trở thành một vùng đất bị bao trùm bởi sự sợ hãi. Với những hành động man dợ, chẳng kém gì quân Pol Pot sống ở phía bên kia biên giới. Vào những thập niên 1970-1980, tổ chức này không biết đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, trở thành nỗi ám ảnh của người dân Tây Nguyên. Trong số những kẻ cầm đầu của tổ chức phản động này, có một nhân vật cực kỳ đặc biệt, đó chính là Narya Yadav, kẻ từng cống hiến hết mình cho sự nghiệp cắt đất chia phần của lực lượng Funro Dega. Narya là một dòng họ lớn, có công khai phá, tìm ra đất mới lập cư, lập nghiệp cho cộng đồng buôn làng ở vùng Đơn Dương. Sinh ra trong gia đình có thế lực, Yadav là một trong số ít thanh niên dân tộc thiểu số được học hành đến nơi đến chốn. Sự áp bức của chế độ ngụy quyền Ngô Đình Diệm đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã đẩy những người như Yadav tìm đường phản kháng. Vào giai đoạn đầu từ năm 1964 đến 1969, lý tưởng Tây Nguyên tự trị đã khiến nhiều thanh niên như Yadav mở mắt. Ông trở thành một sĩ quan thân cận của Ibrahim, thủ lĩnh lực lượng Funro khi đó. Idijao Nie, nguyên trung tá quân đội Sài Gòn cũ, đứng ra thành lập nội các mới, tự xưng là thiếu tướng, thủ tướng Funro và đưa Narya Yadav, người cơ hò, sinh tại Đơn Dương, Lâm Đồng, làm phó thủ tướng thứ nhất, kiêm tư lệnh vùng 4. Sao huyệt của Trung ương Funro chuyển về vùng núi Dương Bidup thuộc khu vực Đầm Ròn, quê hương của Yadav. Trong khi ngài thủ tướng đang bám gót Pol Pot bên kia biên giới, phó thủ tướng thứ hai, Paun Như, người ED, mất uy tín, tất cả quyền lực Funro nằm trong tay Yadav. Thanh thế của ông ta rất mạnh. Biệt danh Hùm Xám Tây Nguyên của Yadav bắt đầu nổi lên từ lúc này. Chính vì vậy, Yadav trở thành mối quan tâm hàng đầu của ta. Giải quyết Yadav cũng có nghĩa là đập tan đầu não Funro và làm tan rã toàn bộ lực lượng của chúng trên toàn tuyến. Từ hội nghị chuyên đề giải quyết Funro tại Nha Trang, do đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chủ trì trở về, đồng chí Đỗ Quang Thắng, Bí thư Tỉnh ủy và Phó Ty Công an tỉnh Lâm Đồng Vũ Linh lập tức triển khai công tác. Đồng chí Đỗ Quang Thắng nói, Bộ Chỉ huy Trung ương Funro đang nằm ngay trong lãnh địa của chúng ta. Chỉ thị của đồng chí Phạm Hùng là Lâm Đồng phải tính toán như thế nào để triệt phá cái trung ương ấy của chúng. Vũ Linh đã hạ quyết tâm đánh án thành công trước người lãnh đạo cấp ủy trực tiếp của mình. Ngay trong đêm hôm ấy, Đại úy Nguyễn Văn Độ, Phó phòng bảo vệ chính trị khi đó báo cáo cho đồng chí Vũ Linh một thông tin đặc biệt. F1, mật danh trinh sát nằm vùng của ta, đưa tin khẩn. Narya Yadav vừa liên lạc với một đường dây để xuất ngoại thông qua mục sư Chi Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể đường dây này như thế nào, tôi đã bố trí trinh sát tiếp tục theo dõi. Với sự nhạy cảm và kinh nghiệm của một cán bộ tình báo lâu năm, Vũ Linh hình thành ngay ý tưởng. Tốt lắm, thời cơ đã đến, sáng mai tôi sẽ trao đổi tin này với đồng chí trưởng ty và các anh KD4 Bộ Nội vụ để bàn phương án. Không ngờ đúng lúc này, ta lại có đường để dụ Hùm ra khỏi hang. Chuyên án F101 đã được triển khai ngay sau đó.
Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Đỗ Quang Thắng làm trưởng ban, Thượng tá Vũ Linh trực tiếp chiến đấu là phó ban thường trực. Khi biết có trận đánh lớn sắp xảy ra, ban chuyên án đã nhận được rất nhiều đơn tình nguyện, trong đó rất nhiều những lá đơn của các cán bộ an ninh trẻ tuổi, dù họ biết phía trước là hiểm nguy, là có thể hy sinh tính mạng của chính mình. Cuối cùng, ban chuyên án quyết định chọn đồng chí Lâm Văn Thành cùng 5 người đồng đội khác tham gia vào trận chiến. Các cảm tử quân được huấn luyện kỹ càng, nhập vai một cách thuần thục trước khi vào cuộc đấu sinh tử. Nhập vai Ba Bình, một thành viên của tổ chức từ thiện Caritas, lúc đó Lâm Văn Thành mới ngoài tuổi 20. Lúc anh tham gia nhân vật chính trong chuyên án này, chị Nga, vợ anh, vừa mới mang thai cháu Quỳnh Hương 6 tháng. Nhưng người sĩ quan an ninh quả cảm ấy đã không bao giờ được nhìn thấy gương mặt đứa con gái thân thương của mình. Mục tiêu của ban chuyên án là đánh tan quân khu 4, quân khu mạnh nhất của Phunro, mà con át chủ bài là Naria Yadak, ngăn chặn việc chúng tiến hành lập Phunro vùng 5, góp phần giải quyết cơ bản tổ chức phản động này. Nguồn tin của F1 cho biết, qua một cô gái người Kinh tên là Thu Phương, làm y tá tại xã Nờ Thon Hạ, nhóm Yadak đang tìm đường để ra nước ngoài trong một chương trình mang tên Sudu Vikaon, tạm dịch là xuất ngoại vì cao nguyên. Phương tìm được một mục sư tên là Chi Lâm, đại diện một tổ chức từ thiện quốc tế, sẵn sàng tài trợ mọi chi phí để đưa nhóm Phunro ra nước ngoài huấn luyện, đào tạo, trang bị để sau này trở về giải phóng Tây Nguyên. Phương xuất sắc, hứa hẹn với thầy trò Yadak qua tên Trung tá Tona, liên lạc đặc biệt của Yadak. Dù rất khát khao xuất ngoại, nhưng còn nhiều nghi vấn, nên Yadak đã cử hai sĩ quan cận vệ của mình là Đại úy Hà Phó và Thiếu tá Ya Theng tìm mọi cách bám theo Phương để liên lạc trực tiếp với mục sư Lâm nhằm bảo đảm một đường dây xuất ngoại chắc chắn và tránh bị Phương lừa gạt. Chỉ đạo này của Yadak đã được ta nắm hết. Chúng ta đã đón lõng và bắt giữ Thu Phương, Ha Pó và Ya Theng, cũng như làm rõ nhân thân của mục sư Chi Lâm. Bị bắt, nhận thấy việc làm của mình là sai trái, Phương ân hận và mong muốn được lấy công chủ tội. Sau đó, cô đã hợp tác với công an một cách nhiệt tình trong vai một con thoi liên lạc giả tạo giữa Yadak và Chi Lâm. Từ những thông tin mà bọn Ha Pó, Ya Theng và Phương khai báo cùng với những nguồn tin khác, ban chỉ đạo chuyên án quyết định đặt cho tổ chức từ thiện quốc tế mà mục sư Chi Lâm một cái tên khá tây là tổ chức từ thiện Caritas. Một số cán bộ công an được lựa chọn, huấn luyện để tham gia chuyên án. Cho đến một ngày, Yadak nhận được tin, tổng thư ký của tổ chức từ thiện Caritas đã đến Việt Nam và nôn nóng đón ngài đệ nhất phó thủ tướng cùng các chiến binh Phunro qua Hoa Kỳ. Khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 8 năm 1980, phó ban chuyên án Vũ Linh bí mật triệu tập thiếu úy Lâm Văn Thạnh lên phòng làm việc của mình. Ông thông báo quyết định chọn Thạnh đóng vai Ba Bình là phái viên đặc biệt của Caritas. Lâm Văn Thạnh đã nhận lệnh của phó ban chuyên án trong một tâm trạng đầy hứng khởi, tự tin với lời hứa trước cấp trên, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù phải hy sinh tính mạng. Thiếu úy Lâm Văn Thạnh nhập vai khá ngọt, chỉ có anh và thiếu úy Nguyễn Duy Hưng trong vai lái xe đến điểm hẹn đón chuyến hàng. Chuyến hàng quan trọng nhất vào ngày 13 tháng 8 năm 1980. Toàn ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Cục An ninh Tây Nguyên và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng hồi hộp đến khó tả khi cầm bản danh sách 10 người theo Phunro sẽ trở về trong chuyến hàng đầu tiên này, gồm có đệ nhất Phó Thủ tướng Naria Yadak, Trung tá Lơ Muyem, Tổng trưởng Ngoại giao, cùng hai trung tá, hai thiếu tá và 4 cấp úy khác. Đúng 4 giờ 30 ngày 13 tháng 8 năm 1980, bên kia sông Tùng Nghĩa, một đoàn người gồm 60 Phunro đang hộ tống Yadak cùng 9 sĩ quan chỉ huy rất hùng hãn, lằm lằm súng ống. Chúng lội qua sông, giữ đúng giao ước với Ba Bình và lên chiếc microbus De Soto biển số 52. Bên hông treo dòng chữ Đoàn khách Campuchia tham quan, thẳng tiến về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có một tình huống bất ngờ là chớm sáng ngày 13 tháng 8 năm 1980, theo chỉ đạo của ban chuyên án, anh Bình làm việc với nhóm sĩ quan cận vệ của ông Yadak và được họ cho cái hẹn đúng 4 giờ sáng tới địa điểm đón người. Ban chuyên án đã bố trí lực lượng và Thạnh cùng với Hưng có mặt đúng hẹn. Bất ngờ, từ trong những bụi cây rậm rạp cạnh con đường mòn, chỗ xe anh Hưng đậu, xuất hiện 6 tên Phunro dữ dằn. Bọn chúng lao vào dùng báng súng, khúc cây và đã đánh hai anh một trận phủ đầu, hỏi các anh có phải là người của công an không. Tất nhiên, Thạnh vẫn không để lộ mình giỏi võ thuật mà phải giải thích với chúng. Các anh là thành viên của hội Caritas và đang giúp mở ra cho họ con đường tươi sáng. Chuyện bị tấn công này
bà Bình đã nói lại với Gia Đắc trước lúc lên đường. Gia Đắc tỏ ra bối rối và nghiêm sắc mặt cảnh cáo 6 tên phun rô manh động. Đến 8 giờ sáng ngày 13 tháng 8 năm 1980, chiếc xe chở Gia Đắc cùng đồng bọn đến vị trí quân tà chờ sẵn. Một chiếc ô tô khác hộ tống phía sau bất ngờ vượt lên, chia lực lượng ra hai xe và thay biển số xe rồi đưa khách về thẳng một biệt thự trên đường Trần Bình Trọng nằm tại Đà Lạt. Naria Gia Đắc không ngờ tới tổ chức từ thiện Caritas mà ông ta và cả bộ máy trung ương Phun Rô gửi gắm kỳ vọng cho những chuyến xuất ngoại vì cao nguyên lại chính là những cán bộ chiến sĩ an ninh cộng sản trong một chuyên án bí mật mà mục tiêu đầu tiên dụ Hùng Sám rời hàng đã thành công. Sau một quá trình đấu tranh, sự cải tà quy chính và hợp tác của Narida Gia Đắc và những người khác trong bộ máy trung ương Phun Rô đã giúp chúng ta thực hiện thành công chuyên án F101, đập tan đầu não, dẫn đến giã ngũ và xóa sổ tổ chức Phun Rô trên địa bàn Lâm Đồng và cả Tây Nguyên trong những năm sau đó. Chuyên án này có 8 chuyến đi đón các vị lãnh đạo cao cấp của Phun Rô tại các địa điểm khác nhau. Đại tá Vũ Linh kể, phía sau mỗi chuyến xe chở hàng, bao giờ cũng có một chiếc ô tô khác do anh Phi chở ông chạy sau đề phòng bất chắc nhằm xử lý kịp thời tình huống xấu xảy ra. Phía sau nữa, lại có một chiếc ô tô lớn ngụy trang như xe chở khách, luôn giữ khoảng cách nhất định với hai xe phía trước để làm nhiệm vụ hỗ trợ khi cần thiết. Quá trình phát triển của chuyên án rất nhanh, nhưng Trung ương Phun Rô nhánh ED do Pol Yu cầm đầu đã phát hiện nhóm Naria Gia Đắc tìm đường trốn ra nước ngoài. Bọn sĩ quan Phun Rô đã bắt những tên ta thả về rừng nhằm câu nhử để tra tấn, khai thác và chúng đã hình dung ra dần mọi chuyện. Ngày 10 tháng 12 năm 1980, anh Ba Bình đến liên lạc với Trung úy Samon ở khu vực chân núi Vòi thuộc địa bàn huyện Đức Trọng, chuẩn bị thực hiện chuyến thứ 7. Samon dẫn Bình đến gặp một tên Phun Rô, xưng là thiếu tá. Vừa thấy anh Bình, tên thiếu tá này vội đứng dậy khỏi tảng đá hắn ngồi rồi ra lệnh cho 4 tên lính vây quanh anh. Hắn giữ một khoảng cách với anh, cười xã giao rồi đưa cho một tên lính khác bản danh sách 19 tên Phun Rô xin đi trong chuyến tới, ra hiệu đưa cho anh Thạnh. Danh sách này gồm 4 Phun Rô cao cấp là các trung tá Lơ Mù Trồng, Xin Be, Enuon M1 và thiếu tá Tu Né Đen, tỉnh trưởng Phan Rang cùng một số Phun Rô cấp úy. Lâm Văn Thạnh và đồng đội không ngờ các anh đã rơi vào một cái bẫy do chúng cải sẵn. Đúng hẹn, 4 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 1980, Lâm Văn Thạnh, Nguyễn Ngọc Diều, Trần Hữu Phi và Nguyễn Tư Trò lên đường trên hai chiếc ô tô quen thuộc để đi đón toán Phun Rô. Đến điểm hẹn, nhận ra ám hiệu, các anh nhá đèn pha 3 lần theo quy ước. Từ bụi cây ven đường, hai tên Phun Rô bước ra và nói các anh chạy xe vào 50m, rồi thêm 50m nữa. Xe vừa vào sâu trong rừng, bất ngờ 20 tên Phun Rô lao vào khống chế, bẻ quạt tay các anh ra phía sau, rồi dùng hai sợi dây dù trói các anh lại, đánh đập thỏa sức như để trút cơn giận dữ. Chúng lầm lầm súng ống, dí vào người các anh, vừa chửi vừa cười man rợ. Sợi dây trói không đủ chặt, chúng bứt cây mắc cỡ cuốn thêm mấy vòng trói các anh. Cảm giác đau buốt ban đầu nhanh chóng biến mất mà thay vào là những suy nghĩ băn khoăn. Liệu đây có phải là cái trò đánh phù đầu của bọn Phun Rô như thỉnh thoảng chúng vẫn làm để buộc các anh sợ hãi mà khai ra? Các anh chính là công an đi bắt chúng. Thế nhưng, các anh đâu biết đã bị lọt vào một cái bẫy mà chúng gọi là kế hoạch Phượng Hoàng. Biết là bị lộ, ngay tức khắc, Nguyễn Ngọc Diêu đánh ngã một lúc 3 tên rồi bỏ chạy. Nhưng chúng đã bắn chết anh tại chỗ. Còn Lâm Văn Thạnh, Trần Hữu Phi và Nguyễn Văn Trò, trên đường áp dài, chúng tiếp tục tra tấn, hành hạ các anh hết sức dã man, nhưng cả ba cắn răng chịu đựng. Thạnh ra hiệu cho Phi và Cho, thừa lúc bọn Phun Rô sơ hở, anh sẽ tự cởi trói, nhảy vào tấn công bọn chúng để tạo thời cơ cho đồng đội chạy thoát. Đến 8 giờ sáng thì bọn Phun Rô dừng lại và mang cả ba người đến bên một bờ vực chuẩn bị xử bắn. Lợi dụng lúc chúng lên đạn, Thạnh đưa mắt ra hiệu, Cho và Phi nhảy xuống vực chạy thoát. Một mình Thạnh tả xung hữu đột, tấn công giữ trần địch và cuối cùng, người chiến sĩ an ninh quả cảm ấy đã ngã xuống giữa cánh rừng Lâm Đồng. Quay trở lại với Naria Gia Đắc, sau này khi Tổ quốc thống nhất, đó cũng là lúc mà những người từng tham gia chế độ cũ như Naria Gia Đắc cảm thấy tột độ hoang mang. Ông tâm sự rằng lúc đó không hiểu chút gì về chính sách khoan hồng và những ưu việt nhân đạo của đảng và chế độ mới. Ông kể lại, trong suốt thời gian đó, tôi thường xuyên bị khủng hoảng tinh thần. Ở đâu người ta cũng nói tới một cuộc trả thù đẫm máu của Cộng sản. Đảng giải phóng miền Nam nhưng có giải phóng cho tất cả đồng bào Tây Nguyên hay không? Trong khi đó thì những kẻ xấu thường xuyên xúi giục,
lôi kéo. Tôi đã tiếp tục vào rừng tham gia phun rô trong một tâm trạng hoang mang như thế. Năm 1975, Nhà Đắc lội rừng từ Đơn Dương lên Lạc Dương để nhận chức đại tá tư lệnh sư đoàn Bì Đúc của lực lượng phun rô. Năm 1978, ông trở thành một trong những người đứng đầu lực lượng này khi được phong đệ nhất phó thủ tướng phụ trách chính trị, ngoại giao. Mãi tới năm 1983, cuộc đời Narya Yadak mới thực sự rẽ sang bước ngoặt tươi sáng khi ông quyết định trở về với nhân dân, với chính quyền cách mạng. Ông nói, cái mà tôi đeo đuổi và hành động như một loài thú hoang suốt bao nhiêu năm là đem lại ấm no và sự bình đẳng cho các dân tộc Tây Nguyên, nhưng lại chọn cách làm cực kỳ sai lầm. Thực ra đó là điều mà Đảng, nhà nước ta đang làm, nhưng theo một cách khác, và cách đó mới mang lại kết quả tốt đẹp thực sự. Sau khi trở về, Narya Yadak đã thực sự vượt qua được những mặc cảm, những cái hố ngăn cách để xác lập lại chỗ đứng đích thực của mình trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ông trở thành tuyên truyền viên tích cực, kêu gọi những tàn quân phun rô đang lẩn khuất, đói khát và bệnh tật trong những cánh rừng sâu trở về với nhân dân, với chính quyền cách mạng. Và sau đó, với sự tín nhiệm của Đảng và nhân dân, Yadak đã trở thành một cán bộ mặt trận tích cực. Vị trí công tác của ông được xây dựng bởi một quá trình chuyển biến lâu dài của nhận thức cá nhân, sự độ lượng khoan dung của chế độ và lòng tin yêu của nhân dân các dân tộc. Từng nhiều năm giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội, Yadak đã thực sự có điều kiện để phát huy hết những khả năng của mình vì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc, no ấm của đồng bào. Cuộc đời của Narya Yadak đã trải qua những bước thăng trầm, biến động. Những chặng đường dài với bao cay đắng, ngọt bùi đã giúp ông định giá chính xác sự tốt đẹp trong cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên mà Đảng, Nhà nước và chế độ ta mang lại. Cuộc đời của chính ông cũng là một minh chứng sinh động của sự thật đó. Yadak tâm sự chân thành. Tôi đã trải qua một thời lầm lỗi, điều đó là có thật. Nhưng tôi đã tìm cho mình con đường sáng và trở về làm lại cuộc đời trong sự bao dung, nhân hậu và trọng dụng của Đảng và nhân dân. Từ trước đến nay, không có chế độ nào tốt đẹp như chế độ của chúng ta đang sống. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thực sự được tạo điều kiện để phát triển bình đẳng với các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thời thuộc Pháp, người Tây Nguyên tăm tối giữa rừng sâu. Thời nước nhà chia cắt, các dân tộc Tây Nguyên bị đối xử bất bình đẳng trong âm mưu đồng hóa, các phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa bị xóa. Những chính sách về dân tộc của chúng là ngu dân, mị dân và phục vụ cho ý đồ gây mâu thuẫn, nghi kỵ, chém giết giữa các dân tộc. Chỉ đến khi có ánh sáng của Đảng và nhất là từ ngày nước nhà thống nhất đến nay, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mới thực sự được giải phóng khỏi đói nghèo, bệnh tật, rốt nát vầy hãm. Họ được làm công dân của một nước độc lập, tự do, được sống và phát triển bình đẳng giữa cộng đồng các dân tộc. Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tổ chức thực hiện nhiều chương trình và đầu tư những nguồn vốn lớn để phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Điện, đường, trường học, trạm y tế và nhiều công trình phúc lợi khác liên tục mọc lên trên những vùng đất ngày xưa tăm tối. Bên cạnh bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy, đồng bào Tây Nguyên còn được hưởng những chính sách ưu đãi riêng của Đảng và Nhà nước về giáo dục, y tế và các chính sách xã hội khác. Thế nhưng, những thế lực thù địch với đất nước ta vẫn cố tình bôi nhọ, kích động vì đó chính là bản chất xấu xa của chúng. Ông Yadak nói, chúng ta không ngạc nhiên với những luận điệu của bọn xấu do kẻ thù giật dây, nhưng buồn lòng khi từng có lúc một bộ phận đồng bào đã bị chính kẻ thù của mình lôi kéo vào âm mưu thâm độc của chúng. Phun Rô là một tổ chức phản động, một tổ chức tội ác. Tổ chức đó đã bị xóa sổ trước tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thế nhưng, tàn dư của nó vẫn còn khi vẫn còn đó những thế lực thù địch, những âm mưu đen tối chống phá đất nước và nhân dân ta. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cùng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Sway. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.